Tóm tắt: Tắt đèn của Ngô Tất Tố. Bối cảnh của truyện là lạng quê đông xá, trong không khí căng thẳng của những ngày sâu thuế, bọn hảo lý trong làng ra sức lùng sục tra khảo những người nông dân nghèo thiếu thuế. Gia đình chị Dậu thuộc loại nghèo nhất làng, phải chạy vạy ngược xuôi để có tiền nộp sư. Anh Dậu đang ốm nặng vẫn bị đánh trói và cùng kẹp ở ngoài đình làng. Chị Dậu đành phải đứt ruột đem cái tí đứa con lớn 7 tuổi của chị bán cho nhà Nghị Quế. Lợi dụng tình cảnh của chị, vợ chồng nhà Nghị Quế keo kiệt, độc ác đã ép chị bán cái tí và bán cả ổ chó mới đẻ của chị với giá rẻ mạt. Cộng với mấy hào bán mấy gánh khoai, chị Dậu vừa đủ tiền để đóng xuất sư cho chồng. Không ngờ, bọn hảo lý lại bắt chị phải nộp cả xuất sư của người em chồng đã chết từ năm ngoái. Anh Dậu không được tha về, nhưng vì đang ốm nặng mà bị cùm trói hành hạ đến mức rũ ra như xác chết, nên được khiêng trả về nhà. Sáng hôm sau, khi anh vừa mới tỉnh lại, thì Cai Lệ và người nhà Lý trưởng xông vào, định trói bắt mang đi lần nữa. Chị Dậu cố van xin thảm thiết nhưng không được, nên đã liều mạng chống trả quyết liệt, quật ngã hai tên tay sai. Chị bị bắt giải lên huyện. Tên quan phục Tư Ân lợi dụng cảnh ngộ của chị định giở trò bị ổi. Chị Dậu kiên quyết cự tuyệt, ném cả nắm giấy bạc vào mặt hắn và chạy thoát ra ngoài. Cuối cùng, để có tiền nộp thuế, chị đành gửi con để lên tỉnh ở Vú cho nhà lão quan cụ. Lão ấy là một tên quan phủ già, gâm đãng. Trong một đêm tắt đèn, lão mò vào buồng chị. Chị Dậu gạt mạnh bàn tay bẩn thỉu của lão, vùng dậy, chạy ra ngoài. Giữa lúc trời tối đen như mực.